Xin kính chào toàn thể anh chị và khách hàng đã đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Sơn bên em lại vừa về thêm một mẫu xe hạng C nữa. Xuất hiện rất là nhiều ở cửa hàng bên em, một chiếc Kia Cerato số tự động bản 2.0 là phiên bản cao nhất. Sản xuất 2017, xe đăng ký biển 34 Hải Dương, một chủ từ mới. Và em đang chào bán chiếc xe này với giá cực kỳ yêu thương, 528 triệu cho em Cerato số tự động 2.0 này. Vâng ạ, em đã nhập được giá mới cho nên là em sẽ bán giá mới thôi. Anh chị nào quan tâm, muốn mua, muốn trao đổi chiếc xe này thì có thể liên hệ với em qua số hotline 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, để mình có thể xem xe và đem xe ra hãng, ra thợ mình kiểm tra đúng như cam kết thì nhận xe và thanh toán tiền. Không đúng thì em sẽ hoàn lại tiền 100% và bao toàn bộ chi phí cho anh chị. Xuất hiện rất là nhiều cửa hàng bên em mẫu Cerato này, xe hạng C, được rất là nhiều người ưa chuộng. Từ form dáng rất là đẹp, rất trẻ trung, và khoang ngồi chiếc Cerato này có khoang ngồi cực kỳ rộng rãi, gần như là rộng nhất trong phân khoang C rồi. Cái đấy là không thể chê vào đâu được. Đăng kiểm em này thì còn đến tháng 9 2022, và bảo trì đồng bộ còn đến tháng 3. Xe đăng ký biển 34 Hải Dương. Anh chị nào ở Hải Dương thì mình có thể giữ biển luôn cũng được, không cần phải mất thêm phí sang tên đổi biển làm cái gì. Vì là bản cao cấp nhất cho nên là tính năng theo xe và tính năng an toàn này cũng là nhiều nhất. Có thể kể đến như là hệ thống 6 túi khí này, có ổn định thân xe, chống trơn trượt, rồi là hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, ABS 4 bánh, cảm biến 8 mắt cảm biến quanh xe. Cerato cực kỳ tiện nghi, dòng xe Hàn Quốc này. Đèn xenon kết hợp giải LED ban ngày phía trên. Xe rất là đẹp luôn, mới sử dụng có 3 vạn 6 thôi. 3 vạn 6 2017 đến giờ. Dàn lốp thì thay, chủ đã lên một dàn Michelin từ lúc mới mua cơ. Chủ đã lên dàn Michelin này từ lúc mới mua 2018. Đi cực kỳ êm ái luôn. Anh chị nào hiểu biết về xe thì cũng sẽ biết Michelin. Khoang nội thất, em sẽ quay đến khoang nội thất. Phần sơn bên ngoài thì đời này thì chủ đi khá là giữ gìn. Sơn zin theo xe còn 70-80% theo xe. Cột kèo keo chỉ em cam kết bằng văn bản. Gương kính chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí. Hệ thống âm thanh của chiếc này là 6 loa. Đây hệ thống ổn định thân xe đây. Chống trơn trượt. Đây là tính năng mà chỉ bản 2.0 nó mới được trang bị thôi. Cửa sổ chơi, gương chiếu hậu chống chói tự động. Đàm thoại rảnh tay trên vô lăng, lấy chuyển số trên vô lăng cũng được trang bị đầy đủ này. Rồi là đèn tự động và đèn ổ thông minh. Order 3 vạn 6. Lót sàn trang bị đầy đủ. Nội thất ghế da cũng nguyên bản theo xe. Cửa gió điều hòa cho ghế phía sau. Chiếc Cerato này thì chủ cũng đã lên cho em nó là một chiếc màn hình Android rồi. Màn ZTEC ngoài thị trường có giá tầm 8 triệu đến 8 triệu rưỡi cho một cái màn ZTEC này. Tích hợp camera lùi luôn. Đấy, nghe nhạc YouTube, lướt web thoải mái. Có thể kết nối với mạng và bật Google Maps lên chỉ đường, rất là tiện ích. Ga tự động cửa dùi cần trô, điều hòa tự động hai vùng biệt lập. Ba chế độ lái và cảm biến quanh xe đây. Hộp số tự động 6 cấp 2.0. Thì mức xăng tiêu hao chỉ rơi vào tầm 8 đến 9 lít trên 100 cây. Đường hỗn hợp 2.0 thì đương nhiên sẽ ăn xăng hơn một chút rồi. Nhưng mà bù lại thì lái rất là sướng. Lip bô đôi thể thao. Anh chị có thể nhìn thấy sơn zin.
con này thì còn 70-80% sơn zin theo xe. Đấy là em quay qua điện thoại thì khách hàng có thể nhìn không rõ. Bây giờ em sẽ quay đến khoang động cơ cho anh chị khách hàng có thể xem phía dưới nắp capo của chiếc Kia Cerato này. Khối động cơ 2.0 lít số tự động. Máy sẽ to hơn bình thường một chút. Cam kết về các vấn đề như là ngập nước, bổ máy, thủy kích, bổ số, zin từng con ốc. Chiếc xe này đẹp như thế nào thì anh chị cũng phải đến xem trực tiếp thì mình mới biết được. Và em xin đọc lại thông tin của chiếc Kia Cerato này. Xe sản xuất 2017, bản 2.0 số tự động. Đăng ký biển 34 Hải Dương, chạy chuẩn 3.6 vạn. Đấy, và giá cho bán công khai chiếc xe này tại cửa hàng bên em là 528 triệu, bao rút hồ sơ và vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% cho em này. Anh chị nào quan tâm thì có thể gọi với em qua số hotline 0978607555, hoặc có thể đến trực tiếp xem xe tại 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Mình xem xe kỹ hơn và đem xe kiểm tra, đem xe đi check chuẩn như cam kết thì bên mình nhận xe thôi.